Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Hiện nay, mặc dù các cơ sở giáo dục đại học có nguồn lực khoa học và công nghệ mạnh, nhiều tiềm năng để phát triển đột phá, nhưng lại đang gặp khó khăn và vấp phải những rào cản vướng mắc khi đưa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ vào sản xuất, chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm. Hiện tại ở Viện Tế bào gốc có nhiều sản phẩm đã được nghiên cứu, đổi mới sáng tạo đến cái mức có thể đưa sản xuất quy mô công nghiệp, như là sản phẩm Cartilatis đã chuyển giao cho bệnh viện đa khoa Vận Hành, sản phẩm Merulatis để điều trị các bệnh lý viêm từ dây rốn của em bé. Nhưng tất cả những cái nghiên cứu đó rồi bây giờ chỉ để sản xuất, để triển lãm thôi, chưa đưa vào thị trường được, là bởi lẽ cần phải có một cái khung pháp lý cho những cái sản phẩm nó đặc biệt như vậy. Nó đặc biệt bởi vì nó chứa cái nguồn sinh phẩm của người cho. Và nếu như chúng ta có được cái khung pháp lý cho việc đó, cái việc đổi mới sáng tạo tế bào gốc ở Việt Nam chúng ta nó phát triển nhanh hơn. Còn tại khoa công nghệ sinh học, trường Đại học Quốc tế cũng đang thực hiện nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước. Nổi bật là đề tài nhân bản bò chất lượng cao, tương đương bò Kobe Nhật Bản hoặc Hangu Hàn Quốc để tạo nguồn giống cho Việt Nam. Trong cuối năm nay, nếu công trình nghiên cứu đạt kết quả tốt, Việt Nam sẽ là đất nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á có thể thực hiện thành công nhân bản bò. Thì nếu chúng ta muốn thành công ở đây để tạo một tiếng vang thì cũng phải có một cái đầu tư lớn. Chúng tôi cũng mong rằng là vấn đề nghiên cứu thì không những là vấn đề kinh phí mà vấn đề thời gian cũng rất là quan trọng. Mong nhà nước có một chính sách là để cho nhà khoa học người ta có thể quyết định cái thời gian đó để cái kết quả được tốt đẹp hơn. Lâu nay, để phần nào giải quyết khó khăn cho hoạt động nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học thực hiện nhiều chính sách thúc đẩy giảng viên, nhà khoa học thực hiện các công trình nghiên cứu có tính ứng dụng cao. Đầu tiên và quan trọng nhất thì là chính sách về khen thưởng công bố khoa học, thành lập và hỗ trợ cho các nhóm nghiên cứu cũng như các nhóm nghiên cứu mạnh của nhà trường. Nhà trường hiện nay đã thành lập 32 nhóm nghiên cứu, trong đấy có 4 nhóm nghiên cứu mạnh sẽ được hỗ trợ về tài chính để thực hiện các đề tài cũng như là hỗ trợ về các nghiên cứu viên. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch hỗ trợ các phòng thí nghiệm trọng điểm của các trường đại học trong việc phục vụ một số ngành công nghiệp trọng điểm của thành phố, đồng thời xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh và các trung tâm xuất sắc tại trường đại học. Trong cái dự thảo nghị quyết 54 mới, chính sách đặc thù thành phố thì chúng tôi cũng đã có tham mưu một số chính sách đầu tư cho con người. Cụ thể là những cái chế độ đãi ngộ, tiền lương, thu nhập để làm sao nó tiếp cận được với thị trường để tạo được cái môi trường ổn định cho cái lao động trí thức tham gia vào cái hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Kính thưa quý vị, nghiên cứu khoa học là công việc không hề dễ dàng, chính vì vậy mà rất cần những chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước để có thể thúc đẩy các nhà nghiên cứu khoa học dấn thân vào hành trình nghiên cứu, cũng như là thương mại hóa các sản phẩm nhằm giúp cho các kết quả nghiên cứu có thể được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống thực tế. Các nhà khoa học cũng kiến nghị chính phủ cần rà soát các luật, bộ luật để bổ sung chính sách đặc thù cho hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cũng như đội ngũ trí thức để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, cống hiến cho sự phát triển của đất nước.